Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tiến Dũng, 40 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, với mức án 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, Dũng có quan hệ tình cảm với chị L, 43 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Sau đó Dũng về chung sống như vợ chồng với chị L cùng cháu Y, sinh năm 2009, con gái ruột của chị L tại huyện Hiệp Đức. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, chị L bị bệnh nên xuống thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam điều trị ở bệnh viện vài ngày. Lợi dụng việc chị L vắng nhà, vào khuya 3 tháng 5 năm 2022, Dũng đã lẻn vào phòng ngủ của cháu Y, thực hiện hành vi sàm sỡ vào cơ thể cháu Y. Ngày 26 tháng 4, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Vũ Tuấn Anh cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam là chủ đầu tư dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, tổng số tiền là 270 triệu đồng với các lỗi vi phạm khi triển khai dự án. Theo đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Thực hiện tưới phun nước không thường xuyên, liên tục, không đầy đủ các vị trí theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, dẫn tới việc gia tăng bụi phát tán trên môi trường xung quanh. Đã có hành vi gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường không khí xung quanh đối với trường hợp hàm lượng thông số bụi trong không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến dưới 10 lần so với thông số môi trường thông thường. Ngày 26 tháng 4, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết một nam bệnh nhân 54 tuổi ngụ Bình Dương vừa tử vong do mắc các bệnh lý tim mạch, đồng thời dương tính với virus SARS-CoV-2 sau gần một tuần điều trị tích cực. Theo đó, bệnh nhân nhập viện vào ngày 17 tháng 4 tại khoa Bệnh viện Nhiệt đới trong tình trạng phải thở máy. Trước đó, bệnh nhân điều trị các bệnh lý tim mạch tại khoa tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng giữa tháng 4, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19, sau đó được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại khu vực cách ly của khoa bệnh nhiệt đới. Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân xấu dần và tử vong. Chiều 26 tháng 4, Manulife thông tin về phương án giải quyết khiếu nại của khách hàng đã mua sản phẩm bảo hiểm tâm an đầu tư được phân phối qua đối tác ngân hàng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo đó, công ty Manulife Việt Nam sẽ liên hệ với các khách hàng SCB tham gia sản phẩm bảo hiểm tâm an đầu tư gửi khiếu nại trước ngày 30 tháng 4. Quá trình thảo luận giải quyết khiếu nại sẽ được bắt đầu từ tuần này. Cụ thể hơn về thời gian giải quyết khiếu nại, ông Tôn Thất Anh Vũ, giám đốc nhân sự đối ngoại của Manulife Việt Nam cho biết, công ty sẽ gửi thư mời cho khách hàng ngay trong tuần này. Mục tiêu là hoàn thành các cuộc đối thoại với khách hàng và đạt được giải pháp giải quyết dứt điểm trước ngày 30 tháng 6. Ngày 26 tháng 4, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho hay, ông Đoàn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo và giao Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý Đô thị, khẩn trương củng cố hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc ra quyết định cưỡng chế khách sạn xây dựng trái phép cao 12 tầng trên đường Trần Hưng Đạo ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, hạn chót hoàn tất các thủ tục cưỡng chế trước ngày 15 tháng 5. Theo đó, công trình khách sạn do ông Vũ Mạnh Hùng, ngụ thành phố Hà Nội, đầu tư xây dựng. Ban đầu, tòa nhà trái phép chỉ cao 6 tầng xây xong phần thô từ trước năm 2019 và sau đó tiếp tục cơi nới lên thêm 6 tầng. Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vào đầu tháng 4 năm 2023, chủ đầu tư đã nộp phạt tiền nhưng chưa khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc. Chiều 26 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định đình chỉ hoạt động đối với 40 trên tổng số 41 trung tâm Anh ngữ Apex Leaders được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hệ thống Anh ngữ Apex Leaders hiện nay chỉ còn một trung tâm đang hoạt động là cơ sở trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. 39 trung tâm còn lại đều ở trạng thái tạm ngừng hoạt động và một trung tâm tuyên bố giải thể. Từ tháng 9 năm 2022 đến nay, hệ thống trung tâm Anh ngữ Apex Leaders bị nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng về chất lượng dạy học không đảm bảo, nhiều cơ sở đột ngột đóng cửa mà không hoàn trả học phí cho học viên. Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apex cho biết lộ trình hoàn trả học phí cho phụ huynh sẽ kéo dài từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024.
Ngày 26 tháng 4, ông Hà Xuân Tý, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa trình báo vụ việc nữ thủ quỹ của đơn vị bị hai đối tượng vào hành hung phải nhập viện. Theo ông Tý, vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4, trong lúc chị L, 43 tuổi, thủ quỹ, nhân viên trung tâm đang làm việc tại cơ quan thì bất ngờ bị một đôi nam nữ lạ mặt đi taxi đến và hành hung ngay tại phòng. Trong đó đối tượng nữ dùng vật nhọn và điện thoại đánh lên đầu chị L gây chảy máu và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đồng Hới với vết thương trên đầu dài 17 cm. Được biết chị L không có mâu thuẫn gì với ai trong thời gian qua.